À, kính thưa quý vị và các bạn, đây là một game thủ. Anh ta tên là Lộc Lộc CB. Vâng. Tài khoản của anh ta là gì? Nickname là nhớ em 01. Đúng rồi. Anh ta là một trong những game thủ là sát thủ của phòng này. Đây. Và các bạn xem đây. Phòng game chúng tôi chỉ gồm có 4 người nhưng mà rất là náo nhiệt. Đó, đây là một game thủ rất là mới nhưng mà anh ta cũng là một trong những người rất là nhanh nhạy trong chơi game. À, anh ta đang cười. Combo vô, yeah. Đúng rồi. Các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn đây. Và anh ta đánh game và anh ta chết rất là nhanh. À, anh ta đánh đối thủ chết rất là nhanh. Bình thường thì ví dụ như sắp hết máu là anh ta bấm F và trở về thầy. À, anh ta tên là gì? Anh ta tên là Phái. Đó, các bạn. Còn đây? Anh ta tên là Phái đầu giá. Đây là Bửu. Hello. À. Bửu người ta thường thay thế cho một cái bộ phận là thôi tôi không nói nữa. Tôi nói về chuyên sâu hơn. Anh ta là một trong những game thủ cũng rất là tinh tú. Đúng rồi. Đồng mà chứ không nói luôn đó. Đây, và các bạn nghe gì đây? Vâng, và anh ta đã chết và về thành. Đấy là cũng là một trong những tính năng rất là tốt trong game. Nhắc để xem nguyên nhân chết. Đây. Đây là Tuấn. Tuấn Bèo. Anh ta là một game thủ đầu đàn. Là một con chim đầu đàn trong phòng này. Anh ta dẫn dắt tất cả các anh em này mà chơi game. Đúng không? Nói có thể nói và hôm sau cái sự thành công của tất cả anh em này chắc là phải nhờ tới Tuấn Bèo. À, các anh nhìn thấy chân dung Tuấn Bèo lại lần nữa. Đó. Như đánh gì trời. Và anh này trong khi game anh ta chết thì anh ta đi nghiên cứu con khác. Máy để mà nhìn nó trẻ cho anh bao nhiêu tiền anh có nhẽ vậy. Lại quay người bao nhiêu rồi chứ. Tôi không hiểu như thế nào các bạn ở đây bằng đại học ra sao toàn để chơi game không. Gan chưa.